Xin chào các bạn, đây là chiếc mic không dây của Sony. Và cái mic này bên trong thì sẽ có hai tay mic. Chiếc mic này là mic không dây nên nó sẽ cắm vào âm ly hoặc những bộ vang. Và đặc biệt nó sẽ phù hợp cắm vào loa kéo vì cú thu của nó rất là bé. Bây giờ mình sẽ bóc vỏ hộp ra. Bên trong thì nó sẽ có hai cái tay mic này, hai tay mic như này các bạn nhé. Đi kèm theo đó là một cú thu màu đen này, có kích thước rất là nhỏ nên nó sẽ phù hợp cắm vào loa kéo. Và kèm theo đó là một cú pin sạc. Các bạn lắp xong rồi sẽ cắm vào loa kéo như thế này. Bật công tắc lên. Bây giờ thì mình sẽ lắp pin vào cái tai mic này để alo thử để các bạn xem là chất tiếng nó như thế nào các bạn nhá. Bây giờ thì mình đã lắp pin và mình sẽ alo thử các bạn nhá. Alo, alo, alo. 1 2 5 6 5 6 5 6. Alo, alo, alo. Chiếc mic này đang bán tại cửa hàng mình với giá khoảng 500.000 thì để tham khảo giá chính xác nhất thì các bạn hãy truy cập website của bên mình là giang2.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video.